Bây giờ là mai mình ở đâu cho quả chuối ông treo ở gốc cây này này. Xong bắt đầu kiểu là cho thời gian ông mở cửa lòng cũng đang mình thích ra mình ra. Đúng rồi. Mình về mình lại vào ăn, đấy cái kiểu như thế. Hơn nữa. Hoặc là cắt cánh đúng không? Cho lượn đi lượn lại. Con này lùi mấy hôm nữa khả năng là lên hót cái con đồng sắt này. Con đấy lì quá chứ. Hả? Con đấy được lì quá. Đấy, nó vẫn cứ đứng nó nhìn, nó không sao. Tổ chất. Còn một con cọc đuôi, bướng lắm nào mà. Con cọc đuôi hôm nào mình thấy buổi sáng nó bậu ở đây. Con cọc đuôi. Con này chồng đừng sợ con. Con này hay quá. Con này thỉnh thoảng nó vẫn hót.